Chiều nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu. Đến dự có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Quân khu 5 là địa bàn chiến lược miền Trung Tây Nguyên và cả nước. Trong năm qua, tình hình kinh tế xã hội ở các địa phương có bước phát triển, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường. Với sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của địa phương, lực lượng vũ trang quân khu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng đảng trong năm 2020. Những kết quả đạt được trong năm qua của quân khu 5, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương khen ngợi. Qua đó, làm tỏa sáng những phẩm chất và truyền thống cao đẹp của lực lượng vũ trang quân khu anh hùng.